Hi everyone, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ này. Từ này là danh từ và nó có 3 âm tiết. Trọng âm của nó sẽ rơi vào âm đầu tiên, âm hả. Ở đây chúng ta ghi là u, còn cách đọc của nó sẽ là âm á, hả, hả. Âm thứ hai chúng ta sẽ xuống giọng, cách đọc gần tương tự cách viết, đọc là mình, mình. Và âm cuối cùng chúng ta đọc là âm ơ các bạn nhé, bird. Kết thúc âm the, bird, xuống giọng luôn, bird. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là hummingbird. Đọc nhanh hơn, hummingbird, hummingbird. Từ này có nghĩa là chim ruồi, hummingbird, hummingbird. Con chim ruồi đây các bạn nhé, con chim mà nó chuyên hút mật, hummingbird. Thank you for the watching.